thể thấy là cái số lượng các cái cuộc tấn công mà chúng ta ghi nhận được ấy, nó tăng lên theo như báo cáo của VnCert ấy. Thì ở đây nó có hai cái nội dung mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất là nó thể hiện là như tôi nói từ ban đầu ấy, là cái quy mô và cái số lượng của các cuộc tấn công tăng lên. Và cái thứ hai là nó cũng thể hiện là cái năng lực kỹ thuật của chúng ta trong việc ghi nhận những cái cuộc tấn công như vậy là nó cũng tăng lên. Trước đây là có những cái cuộc tấn công mà chúng ta không ghi nhận được. Thì bên cạnh cái chuyện là số lượng các cuộc tấn công tăng lên thì cái năng lực kỹ thuật của cái đội ngũ thực thi pháp luật về an toàn thông tin của chúng ta cũng tăng lên. Cái thời gian vừa rồi năm 2016 thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vào cuộc quyết liệt phối hợp cùng với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là thực hiện được một số những biện pháp liên quan đến công tác này. Cụ thể là đối với hoàn thiện hành lang pháp lý thì lần đầu tiên là những cái nghị định mà hướng dẫn luật an toàn thông tin là được ban hành và có hiệu lực đồng bộ với luật an toàn thông tin từ mùng 1 tháng 7 năm 2016. Cục An toàn Thông tin cùng với lại VnCert cùng với lại các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hiện tại thì cũng đang dự kiến là hoàn sẽ cố gắng xây dựng và trình chính phủ ban hành cái danh mục những cái lĩnh vực hạ tầng thông tin quan trọng của đất nước mà yêu cầu cần phải ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin qua mạng để chúng ta thực hiện bảo vệ một cách có trọng tâm, có trọng điểm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì để nâng cao hơn nữa, chuẩn hóa cái quy trình điều phối ứng cứu sự cố khi mà xảy ra cái sự cố mà tấn công mạng ở mức độ nghiêm trọng quy mô quốc gia, thì chúng tôi cũng đã, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo cái quyết định về phê duyệt cái phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin quốc gia để sẵn sàng nâng cao hơn nữa cái tính chủ động của chúng ta trong việc điều phối ứng phó với sự cố. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang xây dựng cái bộ tiêu chuẩn yêu cầu cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin theo cái hướng là mỗi một chủ quản hệ thống thông tin thì sẽ căn cứ vào những cái yêu cầu của tiêu chuẩn đó để có biết những cái gạch đầu dòng, đâu là những cái gạch đầu dòng tối thiểu mà mình cần phải thực hiện để đảm bảo an toàn thông tin.